Hôm nay chúng ta chơi Minecraft, nhưng mỗi khi các bạn nhận được một thành tựu nào thì máu của các bạn sẽ bị trừ đi. Liệu mình có thể đánh được Ender Dragon với một lượng máu rất ít? Các bạn hãy cùng xem đến hết video. Nhân tiện, hiện tại kênh của mình có tới tận 95% những bạn đang xem video của mình trong vòng một tháng qua là chưa ấn nút đăng ký. Nên nếu các bạn thích những cái video thử thách sinh tồn như thế này thì hãy ấn giùm mình vào cái nút đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Và mình bắt đầu. Quầy đeo cái chỗ rất là tuyệt vời. Ông mặt trời hả? Rất nhiều video chúng ta xuất hiện với một cái làng, và đặc biệt là video hôm nay, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng những cái thành tựu ở trong những cái tiến trình, những cái thành tựu trong Minecraft sẽ nhân đôi máu của các bạn. Let's go. Mình biết là các bạn sẽ thích những cái video nhân đôi máu như thế này, nhưng mà hôm nay sẽ hơi khác một tí, bởi vì chúng ta cần thành tựu để nhân đôi máu. Hãy từ từ và xem coi nào. Hình như không có gì ở đây cả. Mình không nhớ cái thành tựu đầu tiên chúng ta sẽ cần làm là gì, nhưng mà mình chắc chắn một điều rằng có thể nó là bàn chế tạo chẳng hạn, hoặc là ít nhất là làm được cái cúp hay sao đó. Mình nghĩ thế. Chúng ta có một cái cổng ở đây, da bò, rất là nhiều những thứ mà chúng ta có thể làm được thành tựu rất là hợp lý. Bây giờ mình sẽ chế tạo đây. Ok. Mình bị mất nửa máu. Tại sao lại như vậy? Để coi nào. Oh no, tại sao mình bị mất nửa máu nhỉ? Phải chăng là mình cần phải làm nhanh những cái thành tựu này? Ok, đúng vậy. Khi mà mình làm những cái thành tựu thì... Khoan, mình đang bị mất máu dần. Oh no. Đây. Mình sẽ làm cái cup. Boom. Mình lại mất máu nữa rồi. Mình nhầm. Hôm nay có thể chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mà cứ mỗi cái thằng tụ mình sẽ trừ một máu. Hơi bị có vấn đề rồi đây. Mình không thích cái này cho lắm nhỉ. Nhưng mà thôi, biết đâu được, đây là cái thử thách chúng ta mà. Bây giờ mình còn có 3, 6, 8 máu rồi. Ok, làm sao để chúng ta có thể sống sót với tất cả mọi thứ, chỉ với đây cái máu rồi mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đập nó ăn rồi đem này cái nào. Khi mà em đã lấy được xác rồi thì lại chúng ta sẽ lại bị mất máu thêm một lần nữa. Đúng là rất dễ để mất máu. Đó. Ok, hy vọng cho mình nhiều sắt thiếu 4 cục cũng được. Cái này mình có thể làm cho mình cái khiên. Mình rất cần cái khiên vào thời điểm bây giờ. Cùng nhau làm thêm một cái cục đá thế này nữa. Đồ ăn của chúng ta đâu? Chắc chắn mình sẽ giữ lại một cái hay peo này. Cái này gọi là cái kiện rơm. Mình sẽ giữ lại một cái bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm sát thương khi mà chúng ta rơi từ trên cao xuống. Ok, và mình sẽ để lại cái này. Mình có 20 cái kiện rơm. Tuyệt vời. Và đây 60 ổ bánh mì. Mình lại bị trừ máu nữa rồi. Không ổn. Với cái tình hình thế này thì mình nghĩ mình cần tìm sắt. Mình sẽ không giết bò bởi vì nó sẽ cho mình thành tựu thêm một lần nữa. Liệu mình có thể đánh rồng với nửa máu? Oh my god, video này sẽ cực kỳ thú vị đấy. Uầy, khi mà mình cầm play drop mình cũng sẽ mất một cái. Khi mà mình đổi với Biglin mình cũng sẽ mất nửa cái. Hơi căng. Ôi, hồ lava đây rồi. Tại sao chúng ta không xuống dưới nhỉ? Wow, cái hồ hình trái tim à. Rất là hay nha. Ok, là đã xong được cái cổng. Let's go. Khoan, mình nghĩ là mình sẽ để một cái giường ở đâu đó ở đây đấy. Chúng ta cần phải set spawn lại. Mình không muốn chúng ta chết khi mà xuống địa ngục đâu. Ôi, khi chúng ta xuống địa ngục chúng ta lại phải mất thêm một nửa máu nữa. Yep. Wow, hơi khó khăn rồi đấy. Và để coi, hy vọng là cái spawn chúng ta đủ đẹp để mình có thể đi một vòng ở dưới đây chẳng hạn. Mỗi lần như thế các bạn thấy mình chơi Minecraft như thế nào. Wow, hết hồn nha. Ow. Oh my god, Biglin nhiều vậy. Nó cần lụm lên cả cái này nữa. Ôi không, Biglin đang dính theo mình. Ok. Thợ săn quái vật à, mình không nghĩ tới nó. Ây, yes, let's go. Chúng ta có The Fortress đây. Nếu mà để chơi an toàn thì mình có thể đến The Fortress và đập vàng ở những cái chỗ như thế này. Chúng ta sẽ không cần phải đến với... Khoan, mình nghe tiếng con gì đó sau lưng mình. Ok. Bro, yeah. Mình có thể chơi an toàn một tí bằng cách đổi đồ với những cái đấy, những cái cục vàng này để mà có thể lấy được Ender Pearl. Đằng đó cho nó có con heo nữa nha. Làm thách này cũng căng phết đấy mọi người. Mình chỉ có 4 máu rồi. Liệu mình có thể đổi đồ với Biglin trước rồi mình mới đi không nhỉ? Nó sẽ cho mình cái thuốc kháng lửa. Uầy, cái thuốc đó sẽ cực cần thiết. Ok, mình quyết định là sẽ đổi đồ với Biglin trước. Ui, bạn có để ý không? Con bay nó bắn mình rồi kìa. Nó đồng nghĩa với việc là mình sẽ qua đây được. Chưa phải lúc này. Oh my god. Mình sẽ lấy 6 cái này và mình làm cái quần. Đây là cái rẻ nhất mình có thể làm được để mình có thể tránh được cái con Biglin không đánh mình, hơi tốn thời gian đấy. Ui, ở đây có cái cổng này ngon vãi. 3 cục vàng luôn này. Đây có gì đây?
Ui táo, bảo vệ khỏi lửa. Mình chỉ làm được có 2 cục vàng ở đây thôi. À mình biết rồi, đổi biết Lin thì phần trăm các bạn sẽ có được cái hạt sắt cũng khá là cao. Mình biết có thể là phần trăm cao mình sẽ chết được ít nhất là một lần trong cái video lần này, nên là không biết là cái lần chết đầu tiên của mình là sẽ là về cái gì nữa. Ok. Ngọc khá là hấp dẫn, 8 cục ngọc. Ok, mình lại mất thêm nửa máu rồi. Bây giờ mình chuẩn bị xuống còn 4 máu này mọi người. Nope, mình nghe tiếng nạp đạn là mình thấy hơi nghi nghi rồi. Shit. Rồi, làm ơn cho mình sắt đi nha. Làm ơn luôn á. Ok, hôm nay kèo trên thì hơi căng một xíu. Mình sẽ vứt tạm này dưới đây đi. Upper. Let's go. Upper rồi. Ok, xong rồi kìa. Điểm đang có oxygen. Làm ơn, đủ. Ui, còn có 4 máu thật sự luôn này. Ây da, let's go. Chúng ta đủ rồi. Iron. Ui, không. Mình có 16 cục ngọc, 3 cục ngọc nữa, 19 cục ngọc quay. Cái này có phải gọi là mình may mắn không nhờ? Mình khá là may mắn đấy, trong cái việc đổi đồ. Mình thật sự nói với bạn là mình khá là may mắn luôn đấy. Oh my god, sợ lắm. Căng quá, căng quá. Căng như dây đàn vậy. Mình chưa đổi quá, thôi qua được một cái kháng lửa thôi. Đẹp luôn á. Một con, hai con, đúng không? Úi, và cái gì nó đang lấp lánh thế này. Giúp một lọ kháng lửa 3 phút. Mà có thể oxygen như này luôn chăng? 6 cái oxygen. Chúng ta quỳ. Nếu mà được thì chỉ cần 4 oxygen nữa chúng ta có thể làm được cái cổng xuống từ địa ngục và đi về luôn. Làm quần. Chúng ta đang làm đồ da luôn mọi người. Oxygen thêm này. 11 cục. Yes. Lọ thuốc nữa nè. 2 lọ thuốc. Được 6 phút rồi nha mọi người. Ok, 6 phút là quá đủ rồi. Mình có thêm 44 sợi chỉ nữa. Yes. Đây rồi. Chúng ta đã thấy được cái cầu hồi nãy chúng ta đã làm. Đi rồi. Fortress thắng tiến, let's go. Và cái đặc biệt hay nhất đó là trong video này mình muốn chi chết lần nào. Con lợn. Con lợn kia. 1, 2, 3, 4, 5. Mình chỉ còn có 3 máu thôi. Lấy được con play là mình sẽ mất nửa máu. Sau khi vào cái chỗ The End, mình sẽ mất thêm nửa máu nữa. Và có khi đánh rồng là mình hết máu luôn á mọi người. Ok, mình còn 2-3 máu. Shit. Sợ quá. Bất kỳ con play nào xuất hiện ở đây. Rất tuyệt vời. Không. Rìu gỗ. Các bạn thấy video này thực sự hay, đừng quên và cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. Hãy để lại cho video này một like. Nó rất xứng đáng được một like đúng không nào? Qua đây. Sau đó về lại. Sẽ lại về lại chỗ của mình. Oh shit. Ok. Ở đây thì cũng được. Mình cần đổi chỉ qua đây và làm một cái giường ở đây. Ok. Ôi khoan, mình ngủ mình còn có 2 máu thôi luôn hả? Oh my god. Không ổn rồi thì phải. Ui, chơi rồi. Mình hết cái lọ. Tạm cái, tạm biệt. Không ở đây nữa, let's go. Đi về nào. Oh my god, mình vẫn chưa chết một lần. Và mình sẽ đổi 6 cái ở đây ra một lửa. Và từ đây, boom. Ok, hướng này. Vì máu rất ít nên là cái việc xuống sâu sẽ hơi bị mệt nha. Ui, có cá heo nè, hên quá. Đừng làm gì hết. Oh my god. Ok, biến đi. Ôi, chết rồi. Creeper. Mình sao mình nổ bởi Creeper quá. Mình sẽ đi thẳng qua hướng bên kia đúng không? Liệu mình có muốn đánh mất cái giường đây không nhỉ? Để set một điểm spawn boy gần đây. Ok. Let's go. Shipwreck. Cảm ơn, nhà này có cái rương nào đó xịn một tí. Yes. Let's go. Ôi ơi. Chết rồi. Ok. Hơi bị gỉnh. Cái nào rồi? Cái này. Chúng ta có một cái thuyền nữa này. Bên đây có cái gì đây? Vàng, emerald. Để coi hướng. Nó nằm bên đây rồi. Nó qua rồi.
Khoan, nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình lên trên cao chỗ này, mình có thể quăng một cục ngọc nữa để mà xem coi. Wow, là cái thuyền xịn dữ vậy. Let's go. Chúng ta đang ở, có ở trong cái núi này luôn à mọi người ạ. À, đây, mình nằm ở đây, mình sẽ đánh dấu chỗ này nha. Khá xua, bây giờ là mình cần phải đem cái giường ở ngay đây luôn, bởi vì mình sẽ đi một vòng đây thôi. Long cù, lấy luôn, mình rất cần long cù. Đưa long cù đây. Mình có khoảng 17 cái long cù rồi, chia cho 3 là ít nhất được 5 cái giường. 15 cái giường thì cũng khá là hợp lý để giết được ít nhất nửa máu con rồng. Nửa máu còn lại mình có thể xài gì rìu, còn phải về lại cái chỗ hồi nãy. Ok, ở đây rồi. Bà hãy nhanh tay cầm sẵn luôn cho mình cái giường. Rồi. Ok, đã vào được, mất nửa máu đúng như kiểu mình nói luôn đúng không mọi người? Let's go. Cái hay nhất là nó ở ngay đây luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. Woo. Nó ở đây luôn rồi. Ok. Mình cần block. Mình phải vứt bớt đồ trong đây để mình có thể, nếu mà mình hồi sinh thì mình có thể lên đây mình lấy lại. Khó ở một cái chỗ là mình không có cung tên, nên chúng ta bắt buộc phải xài, phải đánh chay. Ok. Chúc mình may mắn đi nào các bạn. Yep. Let's go. Ui. Để hồi sinh được cài đặt. Hên quá. Anh thủ làm cái đường đi lên luôn. Ok. Nửa máu. Mình nói các bạn rồi, mình chỉ có nửa máu đánh rồng là thật. Nửa máu đánh rồng là có thật, không phải chuyện đùa. Và đây có thể là cái chết đầu tiên của mình. Bởi mình chỉ có nửa máu thôi, mình không biết là đập được cái trụ ở đây. Ok. Cũng chưa đến nỗi chết. Mặc dù còn nửa máu thôi nhưng mà chưa đến nỗi. Vẫn còn trâu lắm. Dục. Yep. Chúng ta đã chết. Oh my god. Ok, đây, đụng bên đây. Khí. Úp. And the dragon. Hơi bị gì đấy? Chờ. Now. Để qua làm giường và đây. Chúng ta có 4 cái giường. Mình còn sợ là khi mà mình xài cái giường, mình xài cái giường này còn bị nổ chết nữa cơ. Ô trời, lần này thì lại xuống nhanh quá, nó bay từ đâu tới sao nó xuống luôn vậy trời. Không, chúng ta không đánh với lần này, lần sau nữa phải có cái lần mà nó bay từ trên cao xuống á mọi người thì may ra mình mới có thể chơi được. Đi chưa, vai chuyện ta hợp lý luôn. Ôi ô Yep, giường vẫn còn. Vẫn còn đánh được. Giường còn mà còn đánh. Toàn rồi, cây rìu của mình mất tiêu rồi. Nó xuống dưới đây bao nhiêu lần rồi vậy? Toàn, nó kìa. Ôi, trời xong rồi, chết rồi. Nó không thể làm gì được. Oh no, quay, rồi xong. Đó là...